xin kính chào quý khách hàng đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của Đức Trung tại Quảng Ninh. Và hôm nay ngày 18 tháng 9 năm 2020, và Đức Trung lên sóng giới thiệu tới quý anh chị cùng các bạn một số các cái mẫu xe và đang được bày bán tại chợ ô tô Quảng Ninh. Và chợ ô tô cũ Quảng Ninh thì nằm ở ngay ngã ba đường 10 và thuộc phường Phương Đông, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, giao cắt giữa quốc lộ 10 với quốc lộ 18. Mật độ phương tiện giao thông ở cái khu vực này thì khá là đông đúc. Một cái địa chỉ rất là uy tín về các cái dòng xe bán tải. Vâng, quý anh chị các bạn, ai mà đang tìm kiếm, ai mà yêu thích sở hữu những mẫu xe bán tải cũ thì hãy liên hệ với Đức Trung theo số 0965 951 955. Và quý anh chị các bạn mới xem video thì hãy bấm nút đăng ký ủng hộ cho Đức Trung và cũng thường xuyên cập nhật được tất cả các cái mẫu xe cũng như là cái giá xe mà bên Đức Trung đang chào bán. Vâng, Đức Trung sẽ lần lượt giới thiệu tới quý anh chị cùng các bạn một số các cái mẫu xe đang được bày bán tại đây. Vâng, chiếc đầu tiên là một chiếc Toyota Uigo, bằng một cái mẫu xe được sản xuất năm 2018, màu trắng, mẫu xe nhỏ gọn, tiết kiệm xăng và đi trong phố. Và chiếc xe này thì bên Đức Trung đang chào bán với giá là 285 triệu đồng. Vâng, chỉ với 285 triệu là quý anh chị các bạn đã sở hữu ngay một cái mẫu Toyota Uigo. Vâng, kế tiếp bên cạnh là một chiếc Ford Ranger bản XLS số tự động một cầu, sử dụng máy dầu 2.2. Vâng, chiếc này thì bên Đức Trung đang chào bán với giá là 535 triệu đồng. Vâng, 535 triệu cho một cái mẫu Ford Ranger bản XLS sản xuất năm 2015. Vâng, kế tiếp là một mẫu Mazda BT sản xuất năm 2013, trang bị số tự động 2 cầu, máy dầu 3.2. Vâng, chiếc này bên Đức Trung đang chào bán với giá là 408 triệu đồng. Vâng. Vâng, kế tiếp là một chiếc Mazda BT màu bạc sản xuất năm 2015, số tự động 1 cầu, máy dầu 2.2. Vâng, và chiếc Mazda BT biển 14C12386, vâng, sản xuất năm 2015, số tự động 1 cầu, máy dầu 2.2 này thì bên Đức Trung đang chào bán với giá là 445 triệu. Vâng, 445 triệu cho một cái mẫu Mazda BT sản xuất năm 2015. Vâng, chiếc Nissan Navara này thì bên Đức Trung bán rồi. Quý anh chị các bạn, ai mà yêu thích cái mẫu Nissan Navara này thì đợt tới này bên Đức Trung sẽ về một cái mẫu mới, lúc đó thì ta sẽ giới thiệu tới quý anh chị các bạn sau. Và trước mắt quý anh chị các bạn này, đây là một chiếc Ford Ranger bản White Check sản xuất năm 2017. Vâng, chiếc này thì số tự động 2 cầu, máy dầu 3.2, bên Đức Trung đang chào bán với giá là 765 triệu. 765 triệu đồng cho một cái mẫu Ford Ranger White Check 2017 bản cao nhất 3.2. Vâng, vâng, và kế tiếp đây là một mẫu Mazda BT sản xuất năm 2014, số sàn 2 cầu, máy dầu 2.2, bên Đức Trung đang chào bán với giá là 405 triệu đồng. Vâng, 405 triệu đồng. Vâng, bên cạnh cũng là một chiếc Mazda BT số sàn 2 cầu, máy dầu 2.2, cũng sản xuất năm 2014, bên Đức Trung đang chào bán với giá là 415 triệu đồng. Vâng, chiếc xe màu xanh ngọc thì nó có độ thêm một chút được cái đồ chơi, chính vì thế là cái giá của nó sẽ cao hơn con màu bạc một chút, tuy là cùng đời. Vâng, kế tiếp là một mẫu Ford Ranger bản XLT màu trắng, tư nhân một chủ từ mới, biển Hải Phòng, bên Đức Trung đang chào bán với giá là 455 triệu. 455 triệu cho một cái mẫu Ford Ranger bản XLT số sàn 2 cầu, máy dầu 2.2. Vâng, kế tiếp là một mẫu Isuzu D-Max. Vâng, chiếc này thì số sàn 2 cầu, máy dầu 3.0, bên Đức Trung đang chào bán với giá là
275 triệu đồng. Vâng, 275 triệu cho một cái mẫu Isuzu D-Max sản xuất năm 2009. Kế tiếp là một mẫu Chevrolet Colorado sản xuất năm 2016, số sàn 2 cầu, máy dầu 2.5. Và chiếc này thì bên Đức Trung đang chào bán với giá là 435 triệu đồng. Vâng, 435 triệu cho một cái mẫu Chevrolet Colorado, màu đen rất là đẹp, đã có lắp thùng thấp. Vâng, kế tiếp là một mẫu Ford Ranger Wildtrak bản 3.2, số tự động 2 cầu, máy dầu 3.2. Thì sản xuất năm 2014, bên Đức Trung đang chào bán với giá là 505 triệu đồng. Và 505 triệu cho một cái mẫu Ford 2014 bản 3.2. Và bên cạnh là một mẫu Ford Ranger bản XLS, số tự động 1 cầu, máy dầu 2.2. Và sản xuất năm 2017, Đức Sơn ở Bầu Quảng Cát. Và chiếc này thì Đức Trung đang chào bán với giá là 555 triệu. Vâng, 555 triệu đồng là bên Đức Trung sẽ bao rút hồ sơ bằng hỗ trợ vận chuyển của mình cho các bạn, và bên Đức Trung còn bớt cho các bác mà nhiệt tình khi mà đến xem xe trực tiếp. Vâng, và một chiếc xe Ford màu trắng. Vâng, chiếc này là Ford Everest Ford mới sản xuất năm 2018. Vâng, chiếc xe 7 chỗ động cơ 2.0 thì bên Đức Trung đang chào bán chiếc xe này với giá là 850 triệu, là bao rút hồ sơ hỗ trợ vận chuyển cho các bác. Và xe rất là mới nhé, 2018, và mới chạy được có mấy vạn thôi, tất cả mọi thứ là zin hết. Và ở Đức Trung sẽ đọc lại giá để quý vị các bạn ta cùng tham khảo. Ford Everest 2018 7 chỗ, và chiếc này thì động cơ 2.0 máy dầu 850 triệu. Ford Everest sản xuất năm 2017, giá chào bán là 555 triệu. Ford Ranger Wildtrak 2014 bản 3.2 505 triệu. Chevrolet Colorado 2.5 2016 số sàn 2 cầu 435 triệu. Isuzu D-Max 2009 275 triệu. Ford Ranger XLT 2014 455 triệu. Mazda BT 415 triệu. Mazda BT 405. Vâng ạ. Chiếc Ford Ranger Wildtrak 2017 765 triệu. Vâng, chiếc Lavara này bán rồi thì thôi, không báo giá nữa. Vâng, chiếc Mazda BT số tự động 1 cầu, máy dầu 2.2, sản xuất 2015, chiếc này là 455 triệu. Vâng, chiếc Mazda BT 3.2 tự động 2 cầu, máy dầu, sản xuất 2013, 408 triệu. Vâng, chiếc Ford Ranger XLS 2015 trước này thì 535 triệu. Và chiếc Toyota Vios E sản xuất năm 2017 màu vàng cát, tư nhân một chủ, thì bên Đức Trung đang chào bán với giá là 398 triệu. Vâng, còn một chiếc Ford EcoSport bản Titanium. Vâng, chiếc EcoSport này thì bên Đức Trung đang chào bán với giá là 428 triệu cho một cái mẫu xe EcoSport sản xuất năm 2015. Vâng, bản Titanium. Vâng, ở trong nhà thì có một mẫu xe Vios G 2015 này bên Đức Trung bán rồi thì thôi ta không nói đến nữa. Vâng, kính thưa quý anh chị cùng các bạn, trong ít phút vừa qua thì Đức Trung đã lên sóng báo giá tới quý anh chị cùng bạn một số các mẫu xe bán tải đang được bày bán tại đây. Và Đức Trung xin phép được kết thúc video tại đây. Xin chân thành cảm ơn quý anh chị cùng các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở các cái video lần sau.